cho ăn máy đấy. Alo, đây là cảnh quay đường Giải Phóng ngay sau trận đấu Việt Nam Thái Lan. Việt Nam Thái Lan với tỷ số 1-0 đã giải quyết dứt điểm trận đấu và Việt Nam trở thành nhà vô địch Đông Nam Á sau 20 năm chưa bao giờ chiến thắng Thái Lan. Đồng bào Hà Nội vô cùng phấn khởi đi ra ngoài đường ăn mừng. Có lẽ suốt đêm nay đường phố Hà Nội sẽ đông nghìn người. Cảnh video clip này do bé Lan quay trên đường Giải Phóng gần nhà. Hello.